Chào mừng các em đến với chương trình học tiếng Anh ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học chương trình tiếng Anh lớp 3, Family and Trước khi đi vào bài mới ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi vào phần ôn tập trước, ôn tập bài cũ trước. Ở đây cô có 5 bức tranh và 5 từ. Nhiệm vụ của các em sẽ chọn những cái từ vựng phía trên để điền vào những bức tranh này cho phù hợp. 1 phút bắt đầu. Các em có thể ghi lên giấy, ghi lên đáp án là giấy thôi. Nào, chúng ta cùng check together. Number one. Living room. Number two. Kitchen. Number three. Bedroom. Number 4 là gì nào? Bathroom. Number 5, dining room. Chúc mừng các em, những bạn nào đã làm đúng, còn những bạn nào chưa làm đúng thì cố gắng mình học thuộc từ ha. Các em cùng cô qua bài mới ngày hôm nay. Unit 9, lunch time. Ở trong cái bài này mình sẽ học part, bài đó là lesson 1, part 1, 2 and 3, 3 phần. Ở trong phần part 1 and part 2 này các em sẽ học về từ vựng. Part 3 này các em sẽ học về bài hội thoại hay đây là một câu chuyện. Các em đi vào phần đầu tiên. Bây giờ các em sẽ nghe coi mình sẽ học những từ nào nhé. Listening 96. Listen and point. Lunchbox. Sandwich. Drinks. Banana. Cookie. Sandwich. Drinks. Cookie. Các em cùng xem những từ mình sẽ học nào. Ở đây mình sẽ học 5 từ. Bây giờ chúng ta sẽ học từng từ. Các em biết đây là gì không? Đây là hộp dùng để đựng cơm. Các em nghe máy nhé. Lunchbox. 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 Các em tự đọc 2 lần nào. Còn đây là gì nào? Đây là bánh mì kẹp thịt. Các em nghe máy nhé. Sandwich. 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 Ok. Các em tự đọc theo 2 lần nha. Tiếp theo đây là gì nào? Đây là đồ uống. Các em nghe máy. Drinks. 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 Từ này các em có thể nghe không rõ, các em nghe và đọc theo cô. Drinks. 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 Các em tự đọc 2 lần nào. Các em nhìn lại 3 từ mình vừa mới học. Các em nghe máy và đọc theo. Listening 96. Listen and point. Lunchbox. Sandwich. Drinks. Ok, bây giờ các em tự đọc 2 lần đi nào. Các em nhìn thấy gì nào? Đây là quả chuối. Các em nghe máy nào. Banana. Banana.
Các em tự đọc hai lần nhé. Từ này mình có thể đọc là banana hoặc banana. Nó sẽ có cách đọc của Anh và cách đọc của Mỹ. Tùy chúng ta đọc cách nào hay đọc. Còn đây là gì? Đây là từ các em đã học hồi lớp 1. Đây là cái bánh. Hồi lớp 1 ở chương trình Thay Talk. Các em nghe lại 3 lần nhé. Cookie. 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 Ok, các em tự đọc 2 lần nào. Nào các em cùng nhìn lại với hai từ mình vừa mới học. Các em nghe máy và đọc theo luôn nào. Banana. Cookie. Các em tự đọc nhé. Các em cùng nhìn lại những từ mà mình vừa mới học xong. Các em nghe máy. Listening 96. Listen and point. Lunchbox. Sandwich. Drinks. Banana. Cookie. Bây giờ các em nghe, đọc theo Chan và cùng vỗ tay. Listening 97. Listen and chat. Lunchbox, lunchbox, lunchbox. Sandwich, sandwich, sandwich. Drinks, drinks, drinks. Banana, banana, banana. Cookie, cookie, cookie. Mình vừa mới hoàn thành xong năm từ mình học. Bây giờ cô có một cái trò chơi nhỏ. Các em hãy nhìn vào lên màn hình và các em sẽ xem coi là từ nào sẽ biến mất trên màn hình và các em sẽ đoán là cái từ đó nha. Bắt đầu. 1, 2, 3. Rồi các em thử đoán xem là một từ trên màn hình vừa mới mất là từ nào. Nào chúng ta cùng check nào. 1, 2, 3. À, sandwich. Chúc mừng những bạn nào mà đánh trúng. Và những bạn nào đánh không trúng thì cố gắng lên nha. Nhìn lại màn hình thật kỹ nào. Từ tiếp theo là từ nào mất nào. Biến mất nào. 1, 2, 3. Biến mất nào. Ok. Em đoán xem. Rồi chúng ta cùng xem nào. Ok, banana. Chúc mừng các em nào. Các em đi phần tiếp theo đó, phần số 3, part 3. Listen and read. Nghe và đọc. Đây là một bài dialogue. Dialogue này thì là bài đàm thoại. Trong bài đàm thoại này có 4 bức tranh. 1, 2, 3 and 4. Bây giờ mình sẽ đi vào từng bức tranh một. Đây là bức tranh số 1, number 1. Các em nghe máy. Listening 98. Listen and read. It's lunchtime. Oh no, I don't have my lunchbox. Các em hãy tìm cho cô những từ nào đối với bản thân mình là khó đọc, lạ. Em tự ghi ra giấy nhé. Ở đây cô có liệt kê một số từ. Từ đầu tiên. Các em nghe máy. Lunchtime.
Lunchtime. Lunchtime. Lunchtime. Lunchtime. Lunchtime. Lunchtime là gì? Là giờ ăn trưa. Các em đi vào từ tiếp theo. Nào, đó là từ các em nghe máy. Hello, xin chào các bạn, mình là Have. Có chữ vờ kết thúc cho mình đọc không được bỏ have. Have nghĩa là gì? Có. Các em đi vào từng câu nè. Các em đi vào câu đầu tiên, nghe máy nhé. It's lunchtime. Second time, lần thứ hai. It's lunchtime. Lần thứ ba. Lunchtime. Đọc được chưa nào? Đọc, nghe thêm một lần nữa nha. It's lunchtime. Các em tự đọc hai lần đi nào. Câu tiếp theo. Oh no, I don't have my lunch box. Oh no, I don't have my lunch box. Oh no, I don't have my lunch box. Câu đầu tiên nghĩa là gì nào? Đã đến giờ ăn trưa. Và bạn trả lời là gì? Oh no, là không. Con không có mang cơm trưa theo. Các em đi vào bức tranh số 2 nè. I have two sandwiches and two drinks. Here you are. Thank you, Tim. Cô nhận thấy ở trong bức tranh này chúng ta không có từ nào mới cả ha. Các em bây giờ đi vào từng câu một. Câu đầu tiên các em nghe máy. I have two sandwiches and two drinks. Nghe lại nào. I have two sandwiches and two drinks. Nghe lại lần nữa đi nào. I have two sandwiches and two drinks. Câu này có nghĩa là gì? Tôi có hai cái bánh và hai đồ uống. Hay là mình có thể dịch trong lớp của mình sẽ là mình có hai cái bánh và hai cái đồ uống. Rồi, câu tiếp theo nào. Here you are. Nghe lại. Here you are. Nghe lại đi nào. Here you are. Các em tự đọc hai lần. Câu here you are nghĩa là gì? Nghĩa là khi là mình đưa cho ai một cái gì đó, mình nói đây nè. Rồi, các em đi tiếp tục câu tiếp theo. Nghe máy nhé. Thank you, Tim. À, câu này rất là dễ rồi. Thank you, Tim. Khi mà mình nhận một cái gì đó từ ai thì mình sẽ cảm ơn bằng cách là thank you. Cái này thì dễ rồi. Bức tranh số 3, picture 3. Các em nghe máy. I have an apple and I have a banana. Choose one. Thanks. The apple, please. Ok, tương tự các em hãy tìm những cái từ nào đối với mình là lạ và khó đọc nhé. Ở đây cô có từ
Choose. Em nghe máy nhé. Choose, 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 choose. Choose, choose, choose. Choose có nghĩa là chọn lựa. Bây giờ các em sẽ nghe từng từ, nghe từng câu, câu đầu tiên nè. I have an apple. Nghe lần thứ hai. I have an apple. Nghe lại lần nữa. I have an apple. Rồi, câu này có nghĩa là gì? I là tôi hoặc là dịch là mình. Mình có một Thanks. Trái táo. The apple, please. Rồi, câu tiếp theo. Look, now I have 10 sandwiches and, I have a and 6 drinks. Please and have I some have of my lunch. And I have a banana. And là và tôi có hoặc là và mình có một trái chuối. Choose one. Choose one. Choose one. Choose one là có nghĩa chọn đi nào. Một nghĩa là chọn một cái đi nào. Câu tiếp theo. Thanks. The apple, please. Thanks. The apple, please. Thanks. The apple, please. Ok. Thanks có nghĩa là cũng là cảm ơn. Và the apple, please là làm ơn. Một trái gì nữa? Trái báo. Picture 4, bức tranh số 4. Các em nghe máy. Look, now I have 10 sandwiches and 6 drinks. Please have some of my lunch. Các em hãy tìm những từ mà mình khó đọc đi nào. Ở đây cô có từ some. Some có nghĩa là một vài. Some. Từ tiếp theo nữa là of. 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 Em đi vào từng câu nhé. Em nghe. Look, now I have 10 sandwiches and 6 drinks. Now I have 10 sandwiches and 6 drinks. Look, now I have 10 sandwiches and 6 drinks. Look có nghĩa là gì? Hãy xem nào. Now là bây giờ. I have là mình có 10 sandwiches, mình có 10 cái bánh sandwich. And và 6 drinks, 6 cái đồ uống. Please. Là mình nghe câu cuối cùng. Please have some of my lunch. Please have some of my lunch. Please have some of my lunch. Please là làm ơn. Have some of my lunch. Có nghĩa là bạn này là muốn làm gì, muốn tham gia vào bữa ăn đó. Ha. Okay. Bây giờ các em sẽ nghe lại toàn bài điện thoại nào. It's lunchtime. Oh no. I don't have my lunch box. I have 2 sandwiches and 2 drinks.
Here you are. Thank you, Tim. I have an apple. And I have a banana. Choose one. Thanks. The apple, please. Look! Now I have 10 sandwiches and 6 drinks. Please have some of my lunch. Các em vừa mới học xong bài Dialogue. Bây giờ các em hãy nhìn trên màn hình xem coi trong bài Dialogue vừa rồi ở picture number 1 này nó đã mất một từ nào. Một phút. Các em viết ra. Rồi bây giờ các em sẽ cùng cô và check nhé. Từ nào bị che mất nào. Lunchbox. Lunchbox là gì? Nếu mình đã học rồi, hộp cơm trưa. Tương tự, ở bức tranh này, từ nào đã bị biến mất nào? Nào, cùng xem nhé. Sandwiches. Nếu số ít mình sẽ là một sandwich, nhưng mà số nhiều mình thêm thêm es vào, khi es vào thì chính là chit. Sandwiches. Tiếp, ở bức tranh này cô có hai từ. Các em đánh xem. Đánh được chưa? Nào, mình check nhé. Banana. Tiếp. Apple. Okay. Choose one. Bức tranh cuối cùng, picture 4, có hai từ luôn. Các em đếm xem nào. Drinks, drink glass, đồ uống. 10 là mấy nào? 10 là 10, quá dễ. Tiết học ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cô mong rằng quý phụ huynh có thể là nhắc nhở các em học sinh của mình, con em của mình học thuộc từ vựng, học viết, học đọc. Học thuộc nghĩa và học đọc đi đọc lại cái bài đồng thoại cho nhớ. Bye, see you then.